Trọng lượng thừa và các chế độ ăn kiêng khắc nghiệt làm bạn khổ sở ư? Hoặc nếu bạn đã vất vả chạy bộ quá lâu, đừng tuyệt vọng. Giờ đây bạn có thể giảm cân và làm săn chắc cơ thể nhanh chóng. X-Slider giúp bạn làm săn chắc toàn bộ cơ thể hoặc nhắm mục tiêu vào bắp đùi, vùng mông và bụng và không còn phải ăn kiêng quá mức. Máy tập X-Slider giúp bạn đốt cháy mỡ thừa chỉ trong vài phút tập luyện mỗi ngày. Bí quyết của X-Slider chính là phạm vi chuyển động được gia tăng của máy tập này. Phạm vi chuyển động an toàn và độc đáo của X-Slider nhắm tới vùng cơ thể trên và dưới, giúp bạn tận dụng tối đa lợi ích của một bài tập toàn thân. Được thiết kế với chỗ để chân dày thoải mái, bánh xe lắc lư nhịp nhàng uyển chuyển, có thể được sử dụng trên sàn gỗ hoặc thảm. Dây đai an toàn dễ điều chỉnh, phù hợp hoàn hảo với nhiều mức độ tập luyện khác nhau và có độ chắc đủ để giữ chặt một người có trọng lượng lên tới 136 kg. X-Slider giúp bạn tập luyện toàn thân chỉ trong vài phút mỗi ngày. Hãy xem thử nghiệm ghi ảnh nhiệt này cho bạn biết cách đốt mỡ thừa cho mục tiêu này. Nhờ đó bạn sẽ nhanh chóng giải quyết những vùng cơ thể có vấn đề và đạt hiệu quả mong muốn. Với X-Slider, bạn chắc chắn sẽ có cơ thể săn chắc, vùng bụng phẳng lì và giảm cân chỉ sau vài ngày tập luyện. Tuyệt vời hơn nữa là máy tập này rất vui nhộn, dễ sử dụng và bạn chỉ cần tập vài phút mỗi ngày. X-Slider làm săn chắc các bắp đùi và múi thịt, lý tưởng với tất cả các mức độ tập luyện và rất dễ sử dụng. Vì thế bạn có thể tập với X-Slider đồng thời khi đang xem TV. X-Slider rất nhỏ gọn và dễ dàng để cất giữ dưới gầm giường hoặc trong phòng nhỏ chứa đồ. Chỉ với một máy tập, bạn có thể tập luyện cho nhiều vùng cơ thể. Máy tập thế hệ mới kiểu trượt chéo này sẽ giúp bạn có được những kết quả đáng ngạc nhiên bất kể bạn ở trình độ tập luyện nào. Hãy gọi ngay từ chương trình sự lựa chọn hoàn hảo của công ty Best Buy để sở hữu máy tập hiện đại này. Bạn sẽ được tặng thêm đĩa DVD hướng dẫn tập luyện trên máy tập X-Slider để tăng cường thể lực và tập thể dục thẩm mỹ. Quả là một đề nghị hấp dẫn mà bạn không nên bỏ qua. Hãy sử dụng máy tập X-Slider để có vóc dáng lôi cuốn với chỉ vài phút tập luyện mỗi ngày. Hãy gọi ngay tới chúng tôi để sở hữu thêm dây tập đối kháng để giúp tăng cường thể lực hoặc tăng sức bền cho bài tập thể dục thẩm mỹ. Bạn còn nhận được máy tính mini của máy tập trượt chéo giúp bạn đo và theo dõi tiến độ tập luyện. Ngoài ra còn có sách hướng dẫn chế độ ăn và thực phẩm cùng sách hướng dẫn tập luyện và chế độ ăn giúp người thon nhỏ với máy tập kiểu trượt chéo. Nhưng bạn phải nhấc máy điện thoại lên và gọi ngay cho chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo hoàn tiền lại trong vòng 7 ngày nếu quý vị không hài lòng với sản phẩm.